Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với bản tin 18h30 phút của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và tôi là Xuân Tú sẽ đồng hành cùng quý vị trong 10 phút tới đây cùng với những tin tức thời sự cập nhật. Bản tin cũng được phát trực tuyến trên các nền tảng số của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sự kiện tắt đèn hưởng ứng giờ trái đất năm 2023 sẽ diễn ra vào tối nay, thứ Bảy, ngày 25 tháng 3, từ 20h30 đến 21h30, để nhận được sự hưởng ứng từ đông đảo các tầng lớp nhân dân. Từ đầu tháng 3, tỉnh Hưng Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự lan tỏa trong cộng đồng về ý thức tiết kiệm điện, bảo vệ tài nguyên môi trường. Đây là năm thứ 13, tỉnh Hưng Yên tham gia chiến dịch giờ trái đất với thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen. Các sở ban ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai công tác tuyên truyền, ngoài treo banner dán poster tại các tuyến phố chính, nơi có đông người qua lại để người dân doanh nghiệp, các sở ban ngành đoàn thể tỉnh tự nguyện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất, Hưng Yên đã sẵn sàng cho chiến dịch giờ trái đất năm 2023. Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tối qua trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, thành phố Hưng Yên đã tổ chức đêm lửa hội trại. Đây là hoạt động thường niên được tổ chức 2 năm một lần của trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành. Hội trại và đêm lửa năm nay với chủ đề Thanh thiếu niên nhà trường với khát vọng vươn lên trong mọi mặt của đời sống và gắn với tình yêu quê hương đất nước. Chương trình có phần thi văn nghệ đặc sắc được đầu tư công phu đến từ 14 lớp, hội diễn thời trang của 30 cán bộ giáo viên trong nhà trường. Đặc biệt phần đốt lửa trại hào hứng sôi nổi với ý nghĩa khát vọng của tuổi trẻ đã thu hút trên 500 em học sinh nhà trường và phụ huynh tham gia. Tiếp tục là các thông tin đáng chú ý khác. Nơi tái định cư cho người dân phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, đó là tinh thần chỉ đạo của tỉnh Hưng Yên đối với việc giải phóng mặt bằng cho đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Thực hiện điều này, huyện Văn Lâm đang tích cực chuẩn bị các bước để triển khai những khu tái định cư theo tiêu chí đô thị. Huyện Văn Lâm có gần 4,8 hectare đất ở của hơn 200 hộ ở 4 khu dân cư phải thu hồi cho dự án đường vành đai 4. Huyện đã xác định và đề nghị tỉnh bố trí 4 khu tái định cư với diện tích hơn 15 hectare ở 2 xã Lạc Hồng và Lạc Đạo, gấp hơn 3 lần diện tích cần thu hồi. Trong đó, diện tích để bồi thường bằng đất, tức diện tích xây dựng nhà ở đều tương đương hoặc lớn hơn diện tích cần thu hồi, còn lại là đất để xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo tiêu chí đô thị. Hiện nay, giá lợn hơi trên cả nước và tỉnh Hưng Yên đang ở mức thấp nhất trong vòng hơn 2 năm trở lại đây, dao động từ mức 48 đến 51.000 đồng một kg. Điều này khiến nhiều hộ chăn nuôi gặp khó bởi giá bán đang thấp hơn giá thành nuôi đến khi xuất chuồng. Theo khảo sát, giá lợn hơi ngày hôm nay 25 tháng 3 tại Hưng Yên khoảng 50.000 đồng một kg, giảm 1.000 đồng một kg so với ngày hôm trước. Trong khi từ đầu năm 2022 đến tháng 1 năm 2023, giá thức ăn chăn nuôi có 8 lần tăng giá, trung bình tăng từ 50 đến 60.000 đồng, dao động từ 300 đến 370.000 đồng một bao 25 kg. Với giá thành này, chỉ những hợp tác xã doanh nghiệp chăn nuôi lớn có liên kết trong sản xuất thu mua số lượng lớn thức ăn chăn nuôi và cả khâu tiêu thụ mới có thể duy trì hòa vốn hoặc gần hòa. Hiện tổng đàn lợn của Hưng Yên dao động khoảng 500.000 con. Giá vé máy bay trong thời gian tới có thể sẽ tăng nếu Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh nới trần khung giá dịch vụ hàng không đã được duy trì từ năm 2015 đến nay. Bộ Giao thông Vận tải dự kiến từ quý 2 hoặc quý 3 năm 2023 sẽ điều chỉnh khung giá dịch vụ hàng không, tức là trần giá vé máy bay nội địa, mức tăng trung bình khoảng 3,75% so với hiện tại. Cụ thể, so với hiện tại, đường bay từ 1.280 km trở lên tăng mạnh nhất với mức 6,7% lên tối đa 4 triệu đồng. Từ 1.000 km đến dưới 1.280 km tăng 6,25%. Đường bay từ 850 km đến dưới 1.000 km tăng 3,5%. Các nhóm đường bay dưới 500 km và đường bay kinh tế xã hội vẫn giữ nguyên. Việc điều chỉnh phương án này sẽ tác động góp phần tăng CPI năm nay lên khoảng 0,07 điểm phần trăm. Căn cứ vào tốc độ thêm dân số trung bình những năm gần đây, dự kiến trung tuần tháng 4 tới, nước ta sẽ đón công dân thứ 100 triệu. Trước đó, ngày 1 tháng 11 năm 2013, dân số Việt Nam cán mốc 90 triệu người và sau gần 10 năm đã thêm 10 triệu người nữa. Thưa quý vị và các bạn, xin được chuyển sang một thông tin khác. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Bộ này đang chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp đặt quảng cáo vào nội dung xấu độc, vi phạm pháp luật.
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm yêu cầu các doanh nghiệp nhãn hàng tăng cường sản xuất, sàng lọc vị trí đặt quảng cáo trên mạng. Mục đích là không để quảng cáo bị gắn vào những trang kênh tài khoản, nội dung xấu độc, vi phạm pháp luật, chấm dứt tình trạng triển khai quảng cáo tràn lan không kiểm soát, dẫn đến việc gián tiếp, tiếp tay cho các nội dung xấu độc, vi phạm pháp luật được sản xuất và phát tán trên không gian mạng. Sau khi xem các clip chế tạo pháo nổ trên mạng, hai nam sinh ở Đắk Lắk đã tự mua nguyên vật liệu chế tạo pháo, sau đó tự pha chế pháo nổ tại nhà và bị phát nổ lúc 16 giờ chiều ngày 22 tháng 3. Tai nạn đã làm một em tử vong, em còn lại bị đa chấn thương nặng. Hiện nam sinh này đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Các bác sĩ cho biết di chứng để lại của bệnh nhân tương đối nặng nề, mắt bên trái đã tổn thương hoàn toàn, cánh tay và cẳng tay bên trái bị dập cơ rất nặng. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi điều trị và có thể phải trải qua thêm từ 1 đến 2 lần phẫu thuật ở vùng cánh tay và các vết thương vùng ngực. Tối qua ngày 24 tháng 3 trên mạng xã hội lan truyền clip về bé trai 3 tuổi bị một người đàn ông hành hạ, nghi là bị ép sử dụng chất ma túy. Lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh vụ việc. Theo thông tin ban đầu, bé trai 3 tuổi sống cùng mẹ và cha dượng ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Cư dân mạng phẫn nộ với 4 clip ngắn ghi lại cảnh bé trai mặc bỉm ở trần, có người đàn ông mặc quần ngắn có hình xăm, cha dượng nhiều lần nói tục chửi bới cháu bé. Trong một clip, bé trai được cư dân mạng nghi ngờ bị ép hút ma túy đá, có người đàn ông ngồi cạnh châm lửa ở tàu. Một tài khoản mạng xã hội nói rằng bé trai là con của mình và cầu cứu cơ quan chức năng. Lãnh đạo công an huyện Hóc Môn cho biết đã làm việc với người được cho là ba ruột cháu bé để nắm thêm thông tin và rốt ráo giải quyết vụ việc. Tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế, cơ quan kiểm soát dịch bệnh Thái Lan hôm 24 tháng 3 xác nhận thêm 3 trường hợp mắc bệnh đầu mùa khỉ tại nước này, nâng tổng số ca mắc căn bệnh lên 18 kể từ thời điểm ghi nhận ca bệnh đầu tiên vào tháng 7 năm 2022. Cục Kiểm soát Dịch bệnh tại Thái Lan cho biết 3 bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ mới nhập viện đều là nam giới và có độ tuổi từ 21 tới 40. Trong số này có một người nước ngoài. Cả 3 bệnh nhân đều có triệu chứng bệnh nhẹ và hiện đang hồi phục. Những bệnh nhân này sẽ được xuất viện sau 3 tuần khi họ đã khỏi bệnh và không còn nguy cơ làm lây lan virus. Giới chức Thái Lan cũng cho biết kết quả truy vết y tế cho thấy 3 trường hợp mới ghi nhận mắc bệnh đậu mùa khỉ đã được đưa tới bệnh viện kịp thời trước khi phát tán virus. Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ căn bệnh này, đồng thời cho biết Thái Lan trung bình ghi nhận từ 1 đến 3 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ mỗi tháng. Giám đốc bang Utah, Mỹ đã ký 2 luật nhằm hạn chế trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội. Theo đó, bang này đã trở thành bang đầu tiên của Mỹ yêu cầu sự cho phép của cha mẹ đối với bất kỳ ai dưới 18 tuổi sử dụng các nền tảng như Instagram, TikTok và Facebook. Các dự luật vừa được thông qua yêu cầu tất cả người dùng gửi xác minh độ tuổi trước khi mở tài khoản mạng xã hội. Trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi muốn xin ngoại lệ sẽ cần có sự cho phép của cha mẹ. Tác động của phương tiện truyền thông xã hội với trẻ em là chủ đề trong một cuộc tranh luận quốc gia ngày càng tăng tại Mỹ, nơi các nhà cung cấp dịch vụ phần lớn được bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý. Hút thuốc lá điện tử đang ngày càng lan rộng tại Australia, đặc biệt là trong tầng lớp thanh niên. Trước thực tế này, cơ quan chức năng của Australia đang nỗ lực để hạn chế việc sử dụng thuốc lá điện tử. Cơ quan quản lý hàng hóa trị liệu Australia vừa đề xuất việc cấm bán thuốc lá điện tử có hương vị vì độc hại và đây là loại thu hút nhiều trẻ em sử dụng. Thứ hai, yêu cầu dán cảnh báo ở trên tất cả các bao bì, hộp thuốc lá điện tử. Và thứ ba là việc nhập khẩu thuốc lá điện tử cần được kiểm soát bằng hệ thống giấy phép. Bộ trưởng Y tế Australia cho biết chỉ trong 3 năm từ năm 2016 đến năm 2019, số người hút thuốc lá điện tử tại nước này đã tăng gấp đôi. Đáng báo động, số lượng trẻ vị thành niên và trẻ em sử dụng thuốc lá điện tử cũng đang tăng mạnh mẽ. Một con ngựa vằn vừa thoát khỏi vườn bách thú đi dọc đường phố Seoul, Hàn Quốc trong nhiều giờ, thu hút sự chú ý của công chúng. Theo hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, con ngựa vằn phi trên đường phố ở quận Gwangjin, Seoul vào thời điểm giao thông đông đúc. Sau đó, con ngựa vằn 3 tuổi đã di chuyển vào con ngõ nhỏ trong khu dân cư. Trạm cứu hỏa gần đó đã nhận được thông tin về con ngựa vằn bị sổng lúc 15 giờ 45 phút ngày 23 tháng 3. Khoảng 30 phút sau khi lực lượng cứu hỏa vây bắt được con vật, vườn thú đã cử nhân viên đến tiêm 7 mũi thuốc giãn cơ để ngựa vằn bình tĩnh trở lại. Sau đó, lực lượng cứu hộ đã phối hợp đưa ngựa vằn lên xe để về sở thú. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin 18 giờ 30 phút hàng ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.